tôi có tới chùa để xem tình hình của con bé Ba và thằng An nó sống như thế nào, thì mới biết là nó với thằng An không có trên chùa. Hả? Bà nói cái gì? Tụi nó không lên chùa à? Thì thằng An với con bé Ba nó không có lên chùa. Tôi nghĩ chắc là tụi nó trốn đi đâu rồi. Tôi hiểu rồi. Tụi nó không lên chùa, chắc chắn là tụi nó trốn lên Đà Lạt để phá hoại hạnh phúc của con bé Hai. Không có đâu. Thằng An với con bé Ba đều là những đứa thiệt thà, tụi nó không có tâm địa xấu như vậy đâu mình. Ông đừng có nghĩ như vậy. Sao bà biết là tụi nó tâm địa không xấu xa hả? Tôi nói cho bà biết, thằng An á, nó mê con bé Hai, con bé Ba thì nó mê thằng Phi Bằng. Tụi nó sinh lòng đố kỵ, ganh ghét, rồi kết hợp với nhau, căm hận vợ chồng con bé Hai. Bởi vậy nó không hại vợ chồng con bé Hai mới là chuyện lạ đó. Thì ra mình đã biết chuyện này hả? Mà nói gì vậy? Làm sao tụi nó qua mắt được tôi? Mẹ kiếp, tôi chỉ sai một điều thôi. Tôi cứ nghĩ là thằng An nó mê con bé Hai, thì cái việc mà tôi giao cho nó bắt con bé Ba uống thuốc phá thai đó là chuyện bình thường thôi. Ai về gặp phải lũ phản phúc. Thôi mà, ông đừng có nói tụi nó như vậy. Chắc là do ông suy nghĩ nhiều quá thôi. Thôi được rồi, tôi sẽ cho người dò la tin tức tụi nó. Gặp ở đâu đánh chết. Ông ơi, nè mình, mình đừng có làm như vậy. Sơ, mọi việc để tôi giải quyết. Hồng ấy, con đưa má lên chùa để má ở với ông bé Ba nha. Sao tự nhiên bữa nay má đòi lên chùa ở ngang xương vậy má? Thì con cũng nói là bé Ba nó ở trên chùa để sanh con. Má lên chùa vừa cầu phước vừa chăm sóc cho má con nó luôn. Má bao nhiêu tuổi rồi? Má lớn rồi. Má cũng muốn nhìn mặt đứa cháu cố của má. Con cũng nói thiệt cho má biết, con bé Ba nó không còn ở trên chùa nữa đâu. Má lên đó làm chi cho mất công. Nó không ở trên chùa vậy chứ nó đi đâu? Nó đã đi với thằng An rồi. Có lẽ bây giờ tụi nó đã thành vợ thành chồng. Con nói gì lạ vậy? Chẳng lẽ rồi còn đứa bé, thằng An nó có chịu nhận nó làm con không? Đứa bé đã không còn nữa má. Hả? Tôi đã kêu thằng An cho con bé Ba uống thuốc phá thai. Trời đất quỷ thần ơi, con vừa nói gì vậy? Tôi nói là tôi sai thằng An cho con bé Ba uống thuốc phá thai rồi đưa nó lên chùa. Nhưng mà rốt cuộc tụi nó không có lên chùa. Có lẽ bây giờ tụi nó đang đi với nhau rồi. Trời đất quỷ thần ơi, sao mày bất nhân quá vậy Phước? Nó là cháu mày, nó là máu mủ của mày đó. Tại sao mày lại nhẫn tâm làm như vậy? Đúng rồi, giết một đứa trẻ vô tội, tất cả mọi người đều vô tội. Nhưng tôi nè, thằng Phước này là có tội nè má. Tôi có tội gì à? Vì tôi bảo vệ cho đứa con gái của tôi. Nhưng còn con bé Ba nó cũng là con của con vậy. Nó chưa bao giờ là con của tôi hết. Nó là nỗi ám ảnh của cuộc đời tôi, má hiểu không? Nhìn nó tôi nhớ tới Lệ Hà. Má, má quên rồi sao? Ngày trước má dòng tứ trách tâm với nhau, giấu giếm tôi, định giết con bé Ba từ trong bào thai kìa má. Má quên rồi sao? Chưa hết đâu. Nếu như ngày đó má không giấu tôi chuyện Lệ Hà từng tới nhà này, thì mọi chuyện đã khác rồi má. Trời ơi là trời, đúng là quả báo thật mà. Ông Tứ ơi, ông về đây coi thằng Phước nè, nó bất nhân như vậy là do ông mà ra.
cái chuyện của con bé Hai đó. Gia đình Phi Bằng biết chưa má? Chắc là chưa có biết đâu. Nếu có biết á, tụi nó đã về thẳng Sài Gòn rồi. Nếu mà gia đình Phi Bằng chưa biết như vậy á thì hay quá má. Hay cái gì mà hay? Ôi. Nếu như mà ví dụ gia đình Phi Bằng nó chưa biết á thì mình giấu luôn đi má. Giấu cái gì được mà giấu chứ. 9 tháng 10 ngày bên nhà trai người ta hỏi đứa bé đâu, lấy đâu ra. Ôi. Thì mình trì hoãn được lúc nào hay lúc đó má. Rồi biết đâu 1-2 tháng con bé Hai nó có bầu thì mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Nếu được như vậy thì may rồi. Nhưng mà con bé Hai nó mới bị vậy, liệu nó có bầu liền được không? Tâm trạng nó tồi tệ vậy mà. Được sao không má? Nói với thằng Phi Bằng á, còn trẻ mà. Tại sao không đem chuyện này nói cho Hai biết đi? Má ơi, chị Hai á không bao giờ nghĩ tốt về con. Con á mà nói ra chuyện này á, chị Hai sẽ nghĩ là con có âm mưu hại con bé Hai cho coi. Chị có má là nói là chị Hai tin thôi. Thôi được rồi, để má lựa lời nói với con Hai. Trong lúc này nó cũng quẫn trí lắm, chẳng biết làm gì. Thầy hãy đi tới các tỉnh khác, nhờ họ truy tìm hai đứa nó cho tôi. Ông nói là cô ba con gái ông và thằng An người làm thợ mộc. Bằng mọi giá phải truy tìm được hai đứa nó, bởi vì tụi nó đã hại đứa con gái yêu quý nhất của tôi. Tôi nghĩ là ông muốn làm việc này thì không nên nhờ mật vụ. Tại sao? Nhờ mật vụ thì sẽ tìm ra ngay, nhưng mà ảnh hưởng tới danh tiếng của ông. Đúng là tôi chưa nghĩ tới điều này. Theo tôi bây giờ thì ông có thể tìm một thế lực khác. Thế lực nào? Giang hồ. Cái gì? Những tên giang hồ có mặt ở khắp nơi, chỉ cần có tiền là cái gì chúng cũng làm, mà địa bàn hoạt động lại rộng nữa. Ông muốn kiếm hết Nam Kỳ lục tỉnh hay là miền Đông Nam Bộ cũng không thành vấn đề. Thôi đưa đây, đưa đây. Dạ. Con đang bầu bì để má bưng cho. Không sao mà, con còn làm được. Má lớn tuổi rồi, để con làm cho. Hủ tiếu ra tới kìa mày. Bữa nay nước lèo nên ngon. Cảm ơn nhiều nha. Tôi gửi tiền bà mười nha. Qua anh miệng ha. Hai anh ăn ngon nha. Rồi mình về. Giờ mình ra chợ hen. Ê, con nhỏ này lạ quá mày. Con chào dì mười. Em. Ủa, anh về rồi hả? Thưa dì mười, con mới về. Thư. Còn không má, cho con hai tô đi. Trời, sao hay dữ vậy? Còn đủ làm hai tô cho hai anh luôn á, để em làm cho nha. Vậy hả? Hình như công điên đang lùng hai đứa này.